Nay giới thiệu quý vị và các bạn đô la cực độc của JBL. Tôi kể người nghe đời lắm ba điệp một chuyện tình cay đắng lúc tuổi còn thơ. Loa này có con cái nha quý vị, còn cái bị ăn trộm lấy mất rồi, không có lưới nha quý vị. Muốn lưới em làm lưới cho. Đôi loa này thì giá thị trường nó khoảng từ 50 đến 60 triệu, thì hiện giờ có một cái thì em bán giá chỉ có 13 triệu đồng thôi, bao ship toàn quốc cho quý vị nha, em báo trước luôn. Có một cái mà nghe chịu không nổi. Đây là đôi JBL TI 5000 ha. Danh giá. Những cái chép này quý vị, những cái chung này quý vị có thể sử dụng được chung chép ha. Lần cũ này thì bị anh chuột anh tí ảnh gặm tí xíu ha. Đã xử lý lại như vậy rồi nha quý vị. Cạnh này thì được sơn bóng piano. Chép này cực kỳ hay luôn quý vị. Chung chép này nghe tuyệt vời. Một chung bass và một chung chép ha. Cái phần tầng ở dưới cực kỳ kinh khủng quý vị. Bass 30 cm. Loa này rất là đẹp luôn quý vị. Quý vị và anh chị nào có một mua về để sai cua hay là dùng làm bất cứ cái gì đó thì mua để dành được nha quý vị. Vì giá chỉ bằng 1/4 thôi. Nếu mà cái này thêm một cái nữa thì giá nó sẽ lên gấp 4 lần nữa nha quý vị. Giá tầm 55 triệu hiện giờ. Tây 5000. Bây giờ em sẽ rút phần tầng ra cho quý vị xem. Em đã tháo sẵn ha, còn chừa hai góc thôi. Cứng quá. À dạ. Đây quý vị. Khủng khiếp. Là nó trải dài từ đây qua đây là nguyên cái này luôn nè quý vị. Hai cái cuộn dây chà bá luôn nè. Còn tụ thì vô số kể. Toàn là linh kiện xịn sò không luôn nha quý vị. Linh kiện xịn sò không nghe, tuốt ở trong luôn nè quý vị, chứ không phải là nhiêu đây thôi đâu quý vị. Nha, cực kỳ khủng luôn. Do nó dướng dây không có rút ra được nha. Phải gỡ hết dây ra mới rút ra được. Quá khủng quý vị. Phần tầng là hết cái dĩ luôn nha. Bề ngang là gần hai găng tay. Kinh khủng. Kinh khủng khiếp. Rồi anh em nào có thiện chí muốn mua về dùng thế nào cũng được. Dùng để saco hay là mai mốt kiếm được một cái nữa thì mua một cái nữa thì đủ tiền nha. Có 13 triệu đồng thôi, giá chỉ bằng 1/4 thôi quý vị. Rẻ hơn 1/4 nữa. Zin hết toàn bộ nha. Nặng 58 kg. Không thể nào bê nổi. Đây bị vết nhẹ đây ha. Tất cả còn lại là đẹp keng. Zin nguyên bản 100%. Rồi quý vị nào có giấy mua về saco hay gì đó, mai mốt gặm cái nữa mua 13 triệu nữa thì cả cặp có 26 triệu mình lời được phân nửa nha quý vị. Ở đây em không có chỗ để, chứ phải có chỗ để em cũng để lại để tìm thêm một cái nữa. Giá 13 triệu mà còn bao ship nữa quý vị.
cái loa này nó nặng tới 58 kg là quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn.